người bị suy thận cần tuân thủ một chế độ ăn uống hợp lý để kiểm soát các triệu chứng và ngăn ngừa bệnh tiến triển. Dưới đây là những thực phẩm mà người bị suy thận nên ăn. Một rau xanh ít kali. Ví dụ bông cải xanh, broccoli, cải bó xôi, capers, ớt chuông, dưa leo. Lợi ích các loại rau này chứa ít kali, giúp giảm gánh nặng cho thận trong việc loại bỏ kali dư thừa. Hai trái cây ít kali. Ví dụ táo dâu tây, việt quốc, lê, dứa, nho. Lợi ích, trái cây ít kali giúp bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết mà không làm tăng mức kali trong máu. 3. Thực phẩm giàu chất xơ. Ví dụ, yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám, bắp cải. Lợi ích, chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết, đặc biệt quan trọng đối với người suy thận. 4. Protein chất lượng cao với liều lượng phù hợp. Ví dụ: thịt trắng, gà, cá, trứng, đậu hũ, sữa chua không đường nếu được bác sĩ khuyên dùng. Lợi ích: protein chất lượng cao cung cấp axit amin cần thiết cho cơ thể mà không tạo quá nhiều chất thải nitơ, giảm gánh nặng cho thận. 5. Thực phẩm giàu axit béo omega 3. Ví dụ: cá hồi, cá thu, hạt chia, hạt lanh. Lợi ích: omega 3 giúp giảm viêm và bảo vệ tim mạch. Điều này rất quan trọng đối với bệnh nhân suy thận. 6. Thực phẩm chứa canxi và phốt pho thấp. Ví dụ, sữa hạnh nhân không chứa phốt pho, rau xanh như cải bó xôi, cải thìa. Lợi ích, canxi là cần thiết để bảo vệ xương, nhưng cần kiểm soát lượng phốt pho để tránh làm tổn thương thêm cho thận. 7. Nước uống điều độ. Ví dụ, nước lọc, trà thảo mộc không chứa cà phê in. Lợi ích, giữ đủ nước giúp thận lọc chất thải tốt hơn, nhưng cần điều chỉnh lượng nước uống theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng ứ nước. 8. Thực phẩm ít muối Ví dụ, rau quả tươi, thịt tươi, không ướp muối, thực phẩm nấu chín tại nhà mà không thêm muối. Lợi ích giảm lượng natri trong cộng phần giúp kiểm soát huyết áp và giảm gánh nặng cho thận. 9. Dầu thực vật và chất béo lành mạnh Ví dụ, dầu ô liu, dầu dừa quá bơ. Lợi ích cung cấp chất béo lành mạnh, giúp duy trì năng lượng mà không gây tích tụ cholesterol có hại. 10. Thảo mộc và gia vị tự nhiên. Ví dụ, húng quế, tỏi, hành, nghệ. Lợi ích thay thế muối trong chế biến món ăn, giúp tăng hương vị mà không làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Lưu ý, Chế độ ăn uống cho người bị suy thận cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn của bệnh và theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm tải cho thận. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.